chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kako TV. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Kiên đi qua thành phố Lai Châu thì vào đúng hôm chợ phiên. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng vào khám phá xem là khu chợ phiên là chợ San Thàng, tỉnh Lai Châu. Đây, trước mặt chúng ta là cổng vào này. Bên phải đây là bán rau. Hôm nay thời tiết cũng không được đẹp lắm, đi vào đúng hôm trời mưa nên chợ cũng không được đông đúc lắm. Phía bên phải đây là cái gửi xe này. Chợ phiên San Thàng ở Lai Châu thì một tuần thì sẽ họp hai lần, chứ không phải là một tuần chợ họp một lần như là các chợ khác. Đấy, tay trái rồi mắc cỏ. Gian trong kia là bán thịt. Phía bên tay trái đây là bán rau củ quả. Lá này lá gì đây anh? À, cây củ là củ gì đây anh? Lan xem. Để dùng để ngâm rượu à? Ngâm rượu sẽ biết uống. À ha. Đây, chuyên củ ngâm rượu. Có sâm. Hôm nay đi mưa quá các bạn. Măng này, dưa mèo này, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chứa dạ dày. Cái này là cái gì đây chị? Chứa dạ dày à? Vâng, cảm ơn. Tôi nói phổ thông mình không nghe thấy gì cả. Đây khu phố ăn. Come on, just a minute.
Mưa quá cả nhà ơi.
Ok, các bạn thân mến, hành trình đến với chợ San Thàng, tỉnh Lai Châu đến đây là kết thúc. Và trời cũng rất là mưa và hôm nay thì cũng không là được gọi là đông lắm. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các bạn.